Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam gồm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh Vũ Văn Thẩm, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thị Thùy Trang đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã thị trấn của huyện Phú Ninh. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh đã thông tin đến cử tri huyện Phú Ninh những nội dung chính của kỳ họp thứ 2, khóa 10. Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, nhưng một số chỉ tiêu vẫn giữ đà tăng trưởng ổn định, cử tri huyện Phú Ninh vui mừng và tin tưởng vào sự điều hành, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xoay quanh những tồn tại vướng mắc tại địa phương, cử tri xã Tam An đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công cầu cống lỡ trên tuyến DT615 để hoàn thành trước mùa mưa bão. Nhiều hộ dân khác kiến nghị về đất nông nghiệp bị vùi lấp bởi thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Vấn đề thiếu nước tưới tại các xã nông thôn mới, những kiến nghị phản ánh của cử tri được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân và đại diện lãnh đạo huyện Phú Ninh tháo gỡ ngay tại hội nghị. Những nội dung ngoài thẩm quyền sẽ được tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết trong kỳ họp sắp tới. Sau nhiều tháng chuẩn bị với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngành chuyên môn cấp trên, huyện Phú Ninh đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Đây là cuộc diễn tập quy mô có sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt để ứng phó khẩn cấp với tình huống giả định phức tạp về quốc phòng an ninh trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 và thiên tai diễn biến phức tạp, với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ gắn với việc xử trí các diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai. Quá trình diễn tập, các đơn vị đã vận hành bám sát cơ chế, cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu, trong đó Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện làm nòng cốt. Các cuộc họp, hội ý, hội nghị diễn ra đúng nội dung trình tự, sát với từng giai đoạn của cuộc diễn tập. Các chức danh chủ chốt và khung tập nhập vai tốt, điều hành các nội dung sát với tình hình thực tế, xử lý linh hoạt các tình huống giả định xảy ra như thực hành thiết quân luật, giới nghiêm, chống bạo loạn biểu tình, chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến, thực hành đánh địch đổ bộ đường không. Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân Phú Ninh là phương pháp hữu hiệu để lắng nghe ý kiến và giải đáp thắc mắc của người dân. Tại buổi đối thoại về việc triển khai phương án quản lý cho thuê đất công ích do Ủy ban Nhân tỉnh bàn giao cho xã Tâm Lộc quản lý mới đây, Bí thư Huyện ủy Vũ Văn Thẩm đề nghị chính quyền huyện và xã kiểm tra lại phương án cho thuê đất công bằng hợp lý. Được biết, năm 2014, xã Tâm Lộc đã khảo sát lập phương án quản lý cho thuê để sản xuất là trên 128 ha. Những trường hợp được xét cho thuê đất đa số là hộ nghèo, cận nghèo, những hộ gia đình cá nhân trước đó trực tiếp sản xuất trên diện tích này nhưng không có đất nông nghiệp sản xuất. Thời gian thuê đất 5 năm. Một số hộ không đồng ký hợp đồng thuê đất, nhiều lần khiếu nại, khiếu kiện đông người vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Đồng chí yêu cầu tập trung giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân, tuyên truyền vận động người dân hiểu, hợp tác với chính quyền để xử lý các vướng mắc liên quan, được sớm ký hợp đồng thuê đất để sản xuất. Khi chính quyền các cấp làm hết sức vì lợi ích cho người dân mà vẫn xảy ra tình trạng gây bất ổn an ninh nông thôn thì kiên quyết xử lý theo pháp luật. Và điều này đã được người dân liên quan đồng tình chấp thuận. Ngành y tế huyện Phú Ninh đã có nhiều nỗ lực trong việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, tạo tâm lý phấn khởi, an tâm cho nhiều người, mang hy vọng chiến thắng đại dịch COVID-19. Công tác tổ chức tiêm phòng được Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị chu đáo, đảm bảo việc thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Người tiêm được nhân viên y tế phát phiếu đăng ký, ghi thông tin, khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi tiêm, nhất là đối với các trường hợp có các bệnh tiền sử. Nhiều người thường lo lắng phản ứng khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Vấn đề này được các bác sĩ tư vấn cụ thể, tạo cảm giác an tâm cho người tiêm. Người đã tiêm chủng sẽ được nhân viên y tế theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm và hướng dẫn cách theo dõi sức khỏe tại nhà. Trước khi tiêm thì cảm thấy cũng rất là lo lắng, bởi vì thấy một số người cũng có những cái tác dụng phụ. Nhưng mà khi đến thì trong quá trình chờ tiêm thì cũng được bác sĩ tư vấn. Rồi trong quá trình mình những cái khám ban đầu thì bác sĩ cũng hỏi rất là kỹ, là mình cũng có phần yên tâm hơn. Và khi tiêm thì
bác sĩ là tiêm rất là nhanh, mình cái cảm giác như nó không có một cái vấn đề gì. Đến đây Phú Ninh đã triển khai 5 đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các đối tượng theo quy định với 4.775 liều mũi 1 và mũi 2. Trong đó, chủ yếu là những người trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch, cán bộ công nhân viên chức các cơ quan trường học địa phương, người cao tuổi mắc bệnh nền, công nhân các công ty. Các loại vaccine được tiêm: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Quy trình tiêm chủng được Trung tâm Y tế huyện tiến hành nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, không có phản ứng nặng sau tiêm. Cái vấn đề mà chuẩn bị cái lực lượng phục vụ cho các công tác tiêm chủng này là riêng Trung tâm Y tế là thực hiện rất là nghiêm túc theo cái chỉ đạo từ ngành chuyên môn, là những cái người mà tham gia này đều được tập huấn về công tác tiêm phòng COVID, tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Đó là cái hệ thống bảo quản cái vaccine, là cái đó có dây chuyền lạnh để phục vụ cho cái chất lượng vaccine phải đảm bảo theo yêu cầu chuyên môn. Thời gian tới, khi được phân bổ nguồn vaccine của tỉnh, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục triển khai tiêm rộng rãi trong nhân dân. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số người còn tư tưởng chủ quan về dịch bệnh, lo ngại về phản ứng sau tiêm hoặc kén chọn loại vaccine nên vẫn không đi tiêm ngừa, gây khó khăn cho ngành y tế. Chương trình được tiếp tục với nội dung khác. Chào đón năm học mới 2021-2022, tại thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố quyết định thành lập trường Trung học Phổ thông Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Phú Ninh dự lễ. Ngôi trường cấp 3 mang tên vị đại tướng Võ Nguyên Giáp được sửa chữa khang trang trên cơ sở trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn cũ. Trường được thành lập là niềm mong muốn của nhiều thế hệ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là phụ huynh và học sinh ở trung tâm huyện Phú Ninh. Trong không khí hân hoan của buổi lễ, tập thể giáo viên, cán bộ nhà trường phấn khởi và tin tưởng vào chất lượng dạy và học trong năm học mới và nhiều năm tiếp theo. Theo phân tuyến, khóa đầu tiên trường Trung học Phổ thông Võ Nguyên Giáp năm học 2021-2022 có 700 học sinh, được chia làm 16 lớp, trong đó 5 lớp 10, 5 lớp 11, 6 lớp 12, 3 cán bộ quản lý, 38 giáo viên và 6 nhân viên. Đây là ngôi trường Trung học Phổ thông thứ 3 của huyện Phú Ninh sau trường Nguyễn Dục Tam Dân và Trần Văn Dư, xã Tam An. Vụ hè thu năm nay, nông dân huyện Phú Ninh thu hoạch hơn 18.150 tấn lúa, năng suất trung bình 58 tạ trên 1 hecta, trên diện tích 3.130 hecta. Cũng với năng suất này, nông dân thu về 1.670 tấn giống lúa hàng hóa trên diện tích 283 hecta. Do ảnh hưởng mưa lớn của cơn bão số 5, toàn huyện có hơn 300 hecta lúa chưa kịp thu hoạch bị ngã đổ. Ngay sau khi bão tan, bà con nông dân tranh thủ ngay những ngày nắng sáng, bắt tay vào thu hoạch những diện tích này để đảm bảo sản lượng lúa toàn vụ. Được biết, tổng kết năm 2021, Phú Ninh sản xuất trên 39.000 tấn giống lúa, năng suất bình quân 59,31 tạ trên 1 hecta. Mặt trận huyện Phú Ninh vừa nghiệm thu bàn giao nhà ở bị thiệt hại do các cơn bão cuối năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện. Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã vận động hỗ trợ 34 nhà ở bị thiệt hại do các cơn bão cuối năm 2020 với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng. Các nhà được hỗ trợ xây dựng từ nguồn kinh phí Ban cứu trợ huyện, Quỹ vì người nghèo cấp huyện, cấp xã và nguồn hỗ trợ khác. Trong đó có 9 nhà được hỗ trợ, mỗi nhà trị giá 100 triệu đồng, còn lại mức tối thiểu 40 triệu đồng một nhà. Hộ bà Nguyễn Thị Hồng, thôn An Thiện, xã Tam An là một trong số gia đình được hỗ trợ với kinh phí xây dựng trên 250 triệu đồng. Nhà có phòng đổ bê tông, gác lửng, kinh phí ban cứu trợ 40 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo huyện, cấp xã 60 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp. Niềm vui của các gia đình được hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà là sẽ không còn lo sợ ngã đổ trong mùa mưa bão, có nơi ăn chốn ở sạch sẽ, kiên cố. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh truyền hình, báo viết, báo điện tử, thì phát thanh là một kênh tuyên truyền đặc thù khá hiệu quả, bởi tính lan tỏa nhanh, dễ tiếp cận mọi lúc mọi nơi để thông tin về phòng chống thiên tai, dịch hòa, lục bão, cũng như đưa ra các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước đến với người dân khá hiệu quả. Trên quốc lộ 40B, tiệm điện cơm Minh Thủy ở thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái có tuổi đời hơn 20 năm.
Đó cũng là chừng ấy thời gian ông chủ tiệm, anh Ngô Minh Thụy, gắn bó với các chương trình phát thanh thông qua chiếc radio nhỏ. Không có thời gian xem truyền hình hay tin tức trên báo, hàng ngày anh vừa làm việc vừa mở các chương trình phát thanh để theo dõi tin tức. Mà nghe là có nhiều cái bổ ích, điển hình như cái cân bổ này, mình cập nhật được, để mình biết, ăn quen rồi, ăn cũng như cơm bữa thôi, không nghe là không chịu được. Bên cạnh các phương tiện nghe nhìn khác, việc tiếp cận tin tức thông qua phương tiện truyền thông như radio, các cụm loa hay các ứng dụng phát thanh trên các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng đã trở thành thói quen và nếp sống của nhiều người. Với đặc tính lan tỏa nhanh, thông dụng, thiết bị đơn giản, thuận tiện trong quá trình sử dụng, loại hình báo nói đã góp phần đưa thông tin đến người dân nhanh hơn. Mỗi một lần mà phát thanh, đà tỉnh cũng như đà huyện Phú Ninh cũng như đà xã, hầu như tôi không để sót cái mẫu tin nào cả. Phát thanh thì nó thông dụng hơn, kể cả các trang thiết bị, ví dụ như ngồi trên xe ô tô thì cũng có thể nghe được thông tin, rồi là đi ra ngoài vườn rừng ngoài rẫy đều mỗi người dân của mình do điều kiện sản xuất mà người ta có cái phương tiện người ta treo lên cây người ta nghe được hết. Còn thiết bị của truyền hình thì nó phức tạp hơn là phải nhìn. Trong mọi không gian và thời gian tuyên truyền qua kênh phát thanh vẫn chiếm ưu thế. Người nghe tiếp nhận thông tin nhanh và việc ứng dụng truyền thanh công nghệ thông tin viễn thông trong thời gian đến của các đài trong tỉnh hy vọng sẽ làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, góp phần đưa những cánh sóng phát thanh đi nhanh và đi xa hơn nữa, mang những thông tin cần thiết đến với người dân. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình truyền hình huyện Phú Ninh phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.